Nhà thuốc 365.vn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng trực tuyến từ năm 2012. Từ đó đến nay, nhà thuốc 365.vn luôn giữ vững phong độ là website bán hàng trực tuyến hàng đầu Việt Nam với dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Nhà thuốc 365.vn là địa chỉ uy tín, cung cấp hàng nghìn sản phẩm từ thuốc kê đơn, không kê đơn, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, sữa công thức đến các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Các sản phẩm được phân phối đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Nhà thuốc 365.vn có cố vấn chuyên môn là chuyên gia y tế cao cấp, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Đình Bách cùng đội ngũ dược sĩ, tư vấn viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Đội ngũ tư vấn của nhà thuốc 365 luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng, đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị bệnh, đặc biệt là người bệnh ung thư, thông qua hotline tư vấn miễn phí 1800 6284. Nhà thuốc 365.vn thường xuyên có các chương trình tri ân, khuyến mãi thiết thực, cũng như đặc biệt lưu tâm đến quyền lợi dành cho khách hàng. Nhà thuốc áp dụng chương trình tích điểm, giảm giá dành cho khách hàng. Đồng thời, với khách hàng lâu năm có giá trị đơn hàng cộng dồn lớn sẽ được nhà thuốc tặng một thẻ kim cương kèm theo những quyền lợi như miễn phí ship mọi đơn hàng, tặng quà sinh nhật, được hỗ trợ chăm sóc, tư vấn riêng bởi bác sĩ chuyên trách của nhà thuốc 365.vn. Về chính sách vận chuyển hàng hóa, nhà thuốc 365.vn triển khai chương trình ship hàng hỏa tốc trong 2 giờ tại nội thành Hà Nội. Ở các khu vực khác trên cả nước, ship hàng nhanh chóng tối đa 5 ngày. Khách hàng được hỗ trợ phí vận chuyển đối với từng mặt hàng chọn mua, được đổi trả các sản phẩm trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng mà không phát sinh chi phí và đặc biệt có quyền từ chối nhận sản phẩm trong điều kiện không ưng ý như sản phẩm bị lỗi, hỏng, không giống với mô tả trên website. Không chỉ cung cấp sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, nhà thuốc 365 còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình bình ổn giá, tặng khẩu trang cũng như các phần quà thiết thực trong mùa dịch, tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại cơ sở bán hàng trực tiếp. Luôn luôn cố gắng mang đến cho khách hàng cơ hội chăm sóc sức khỏe với sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Trong nhiều năm liền, nhà thuốc 365.vn đã vinh dự nhận được các giải thưởng danh giá như Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng, Danh hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng năm 2015, Giải thưởng thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng 2019. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng, đến nay, nhà thuốc 365.vn không chỉ hoạt động trên thị trường online mà còn bán hàng trực tiếp tại số 113 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà thuốc 365.vn, uy tín hàng đầu Việt Nam.